Ngày 5 tháng 7, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Vân, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã kiểm tra tiến độ xây dựng trụ sở công an các xã trên địa bàn huyện Yên Châu. Đoàn đã trực tiếp kiểm tra tình hình thi công trụ sở công an xã tại xã Triềng Đông, Triềng Sàng, Sạp Vạt và nghe đại diện nhà thầu đơn vị thi công báo cáo tiến độ xây dựng công trình. Theo đề án xây dựng trụ sở công an xã thị trấn trên địa bàn huyện Yên Châu, hiện đang triển khai xây dựng 13 trụ sở công an xã, theo thiết kế của Bộ Công an với quy mô phục vụ từ 8 đến 10 cán bộ chiến sĩ làm việc và sinh hoạt. Đến nay đã có 2 trụ sở công an xã Mừng Lượm và Trường On hoàn thành đưa vào sử dụng, 11 trụ sở đang trong quá trình thi công, phân đấu hoàn thành toàn bộ các công trình trong năm nay. Qua kiểm tra, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Vân đánh giá cao sự quan tâm vào cuộc quyết liệt của cấp ủy chính quyền các cấp trong việc bố trí và bàn giao mặt bằng thuận lợi cho việc triển khai xây dựng trụ sở công an các xã thị trấn, đồng thời ghi nhận sự cố gắng nỗ lực tinh thần trách nhiệm của các đơn vị thực hiện dự án. Tuy nhiên, với khối lượng công việc lớn để hoàn thành tiến độ đề ra, đồng chí giám đốc công an tỉnh yêu cầu các đơn vị nhà thầu thi công cần tập trung nhân lực để nhanh tiến độ xây dựng, tranh thủ thời gian, thời tiết thuận lợi để hoàn thành công trình theo đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng theo đúng thiết kế và các tiêu chuẩn đặt ra.